những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế chính trị xã hội hay những vấn đề được người dân quan tâm trong nước và trên thế giới dòng chảy tin tức sẽ được TTV 11 chuyển tải liên tục trong các bản tin thời sự lúc 7 giờ 9 giờ 15 giờ 17 giờ và 21 giờ bây giờ mời quý thính giả đến với bản tin lúc 9 giờ Như Thảo, Minh Lam, mến chào quý thính giả đến với bản tin sáng lúc 9 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh đang phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Trong bản tin sáng nay, mời quý thính giả cùng theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới đang chú ý được chúng tôi vừa cập nhật. Trong quý 1 năm 2024, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã chỉ đạo đôn đốc các cấp các ngành, Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã thành phố, vào cuộc quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, qua đó kéo giảm 22 người thiệt mạng do tai nạn giao thông so với cùng kỳ. Tình hình giao tai nạn giao thông từ 15 tháng 12 năm 2023 đến 14 tháng 3 năm 2024 xảy ra 125 vụ, làm chết 62 người, bị thương 87 người. So với cùng kỳ quý 1 năm 2023 tăng 38 vụ, giảm 22 người chết, tăng 69 người bị thương. Trong đó, 3 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, thành phố Tây Ninh, Tân Biên, mỗi địa phương tăng 1 người chết, huyện Chí Minh Châu tăng 4 người chết. Để đạt được mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023, ông Chương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn ở địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết liệt các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tập trung phát triển hạ tầng giao thông, đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến từng cán bộ công chức viên chức người lao động, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý triệt để, nghiêm minh các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Mới đây, ủy ban dân thị xã Hòa Thành tổ chức lễ trao chứng nhận và giải thưởng cho các chủ thể của sản phẩm đạt ô 3 sao năm 2023 trên địa bàn. Năm 2023, thị xã Hòa Thành có 6 sản phẩm đạt hạng 3 sao thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm ưu cấp, gồm rượu chuối hộp, rượu đế nếp, rượu đế gạo, rượu đô 19, công ty trách nhiệm hữu hạn rượu hữu ý, trường thiện, xã Trường Hòa, muối tỏi, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên, chi nhánh 1, ấp Trường Đức, xã Trường Đông, bánh tráng mè đen, cơ sở Bình Yên, ấp Long Khương, xã Long Thành Nam tại chương trình phó chủ tịch thường trực ủy ban dân thị xã hòa thành lê hồng vân trao chứng nhận và phần thưởng trị giá 8 triệu đồng một sản phẩm cho các cơ sở có nhiều cố gắng nỗ lực trong thời gian qua để các sản phẩm đạt chuẩn ô cấp bà sao Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 5, một cơn mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành. Mưa lớn kèm theo trong lốc khiến cây cối trên đường đổ ngã, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Theo đó, mưa to cùng gió giật mạnh khiến nhiều cây cối trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh ngã đổ ra đường, gây nguy hiểm và cản trở lưu thông. Hàng rào của trường mầm non 19 tháng 5 trong khuôn viên Tòa Thánh cũng bị hư hại. Một trụ điện cũng phát nổ. Rất may không gây thiệt hại về người. Sau cơn mưa, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng cùng nhiều người dân đã có mặt để xử lý cây đổ ngã, giúp đường thông thoáng để người dân đi lại. Trước những cơn mưa đầu mùa kèm theo trong lốc, người dân cần hạn chế tham gia giao thông để đảm bảo an toàn. Khi cần trú mưa, không trú tránh dưới tán cây, phòng cây gãy đổ, không trú gần cột anten, trạm biến áp, hàng rào kim loại để đề phòng xét đánh. Trong khi đó, ngày 16 tháng 5, Quỹ ban dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang phối hợp với cơ quan liên quan thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tích cực khắc phục hậu quả do mưa lớn và lốc xoáy kèm theo. Thiên tai xảy ra vào tối ngày 15 và rạng sáng 16 tháng 5. Theo thống kê ban đầu, tại xã Nghĩa Trung, lốc xoáy đã khiến 4 căn nhà bị đổ sập, tốc máy. Hàng chục hecta cây trồng gồm cao su, điều, sầu riêng bị gãy đổ, rụng trái. Tại các xã Đắc Nhau, Phú Sơn, mưa dòng lốc xoáy đã kéo sập một ngôi nhà, làm hai căn nhà bị tốc máy, gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng và công trình kỹ thuật. Đáng chú ý, tại xã Phú Sơn, mưa lớn khiến hơn 50 mét đường bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện Ủy ban dân huyện Bù Đăng đang điều động lực lượng phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Còn tại tỉnh Cao Bằng trong hai ngày 15 và 16 tháng 5 trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra mưa lớn. Tại các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng và Hòa An tỉnh Cao Bằng, lũ đã xuất hiện trên các sông suối gây sạt lở đất đá. Mưa lớn làm một ngôi nhà tại xã Quang Thành huyện Nguyên Bình bị sập, đổ hoàn toàn và nhiều nhà bị đất đá tràn vào nền nhà hoặc bị ngập nước. Trên 81 hecta hoa màu và một số máy mốt đồ dùng phục vụ sản xuất sinh hoạt hàng ngày bị chùi lấp cuốn trôi. Ngoài ra mưa lớn cũng làm cho một số ít gia súc bị chết, nhiều diện tích ao nuôi cá cũng đã bị thiệt hại. Quốc lộ 4A đoạn qua các xã Khánh Xuân, Xuân Trường và đường tỉnh lộ 215 đoạn qua xã Sơn Lộ của huyện Bảo Lạc đã bị sạt lở đất đá. Ban chỉ huy phòng chống cứu nạn và tìm kiếm cứu nạn các huyện xã huy động lực lượng tại chỗ để triển khai công tác khắc phục thiên tai, hỗ trợ di chuyển người và tài sản của các hộ bị sạt lở ngập nước đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức dọn vệ sinh, xử lý môi trường. Thưa quý khán giả, dự vững tốc độ tăng trưởng đều đặn, 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng cả nước đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ, tăng 30% cùng kỳ. Với đà này, con số 3 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu cả năm hoàn toàn có thể đạt được cũng bởi vì giá trị cao, diện tích sầu riêng nước ta ngày càng tăng nóng, phá vỡ quy hoạch dẫn đến nhiều hệ lụy, nhất là giá cả đầu ra. Bước vào chính vụ, hiện giá sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn 1 phần 3 so với đầu năm. Hệ lụy từ phát triển nóng đang đè nặng lên ngành hàng tỷ đô này. Việc Trung Quốc mở cửa chính ngạch cho Việt Nam khiến sản lượng và kim ngạch sầu riêng tăng kỷ lục trong năm quái là một trong những nguyên nhân khiến diện tích sầu riêng đồng bằng sông Cửu Long tăng chóng mặt Đến nay, toàn vùng đã đạt trên 33.200 hecta, tăng gần gấp 3 so với năm trước. Không còn là cảnh báo, thị trường đã lập tức phản hồi, giá sầu riêng tại đây hai tháng này liên tục giảm, chỉ còn trên dưới 70.000 đồng 1 kg, bằng 1 phần 3 so với giá đỉnh. Ông Huỳnh Minh Đức, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre cho biết. Mình làm cái sản lượng lớn mà mình không đặt chuẩn thì chính là mình là cái người mà lãnh hậu quá. À, mới bắt đầu vô mùa mà giá rất vậy là, là là nguy cơ lớn cái diện tích thu hoạch mình chưa có nhiều mình mới trồng nhiều lắm lo lắng lắm đó nếu mà chúng ta không có làm tốt như quản lý chất lượng cũng như là cái khâu mà liên kết cung cầu là nguyên nhân chính khiến sầu riêng rất giá bởi Việt Nam có cạnh tranh xuất khẩu khi trùng với chính vụ của Thái Lan nhưng nguyên nhân nhất nhối khác vẫn là vấn đề làm ăn chọp chẹt cắt non chín ép chất lượng kém các chuyên gia cho rằng Tăng cường giám sát và soát lại quy hoạch là việc cần làm ngay để chấn chỉnh tình trạng tăng trưởng nóng ngành sầu riêng. Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhận định. Cái nhu cầu của, của trong nước cũng như là cái nhu cầu xuất khẩu là, nó, là chúng ta xác định được, chúng ta tiên lượng được. Và từ, thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái diện tích theo trọng đi. Cái thì mới có thể là bảo đảm là cái lợi nhuận của người dân hay nó khác cái giá thì có thể duy trì không ở mức cao, không phải là nóng là 200 000 hay 100 bao nhiêu nghìn, thậm chí là chúng ta chỉ cần giao động từ khoảng 80 đến 100 000 thì cũng đã bảo đảm là người dân có lại. Cùng với hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu với xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ tích cực đàm phán mở cửa thêm 22 thị trường mới, đa dạng sản phẩm. Ngoài xuất khẩu tươi sẽ đẩy mạnh xuất khẩu cấp đông, đặc biệt sẽ xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia làm cơ sở để kiểm tra giám sát việc tuân thủ chất lượng của vùng trồng, cơ sở đóng gói và quỳ hết dư địa xuất khẩu trái sầu riêng tỷ đô. Tiếp tục là phần tin quốc tế. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, ngay sau vụ cháy xảy ra tại Trung tâm Thương mại ở Mariewska, Ba Lan, một số tổ chức hội đoàn người Việt tại Ba Lan đã kêu gọi bà con tham gia ủng hộ các nạn nhân như quyên góp ủng hộ tiền, phân phát khẩn cấp thực phẩm cứu trợ. Tính đến ngày 14 tháng 5, số tiền quyên góp ủng hộ tiểu thương bị hỏa hoạn tương đương khoảng 6,5 tỷ đồng. Việc ủng hộ quyên góp vẫn đang được nhiều tổ chức hội đoàn doanh nhân và bà con cộng đồng người Việt tại Ba Lan và một số nước trong khu vực tiếp tục thực hiện. Những hành động kịp thời ý nghĩa này là niềm động viên kích lệ lớn đối với bà con tiểu thương trong giai đoạn khó khăn này. Ngày 15 tháng 5, một nhóm nghệ sĩ Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đã đề xuất dự luật tăng 30% thuế nhập khẩu đối với các thiết bị bay không người lái UAV do Trung Quốc sản xuất. Đồng thế này là mục đích tăng khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất UAV tại Mỹ. Nội dung dự luật gồm tăng thuế với UAV do Trung Quốc sản xuất ở mức 30% và sau đó mỗi năm sẽ tăng thêm 5%. Giờ luật cho phép thiết lập chương trình tài trợ mới để các nhà cung cấp hạ tầng thiết yếu, nông dân và chủ trang trại nhận được sự hỗ trợ khi mua UAV do Mỹ sản xuất. Nhóm nghị sĩ Công Khoa cũng cho rằng mức thuế bổ sung 25% như hiện nay là chưa đủ để ngăn chặn làn sóng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, DJI, nhà sản xuất UAV của Trung Quốc, đã phản đối các biện pháp hạn chế dựa trên quốc gia xuất xứ và tuyên bố đang tuân thủ chặt chẽ quy định về bảo vệ quyền dữ liệu riêng tư tại Mỹ cũng như những thị trường khác. Chính phủ sắp tới của Hà Lan sẽ áp đặt các quy định nghiêm ngặt về kiểm soát biên giới và xét duyệt quy chế tị nạn vào nước này. Thông báo được đưa ra ngay sau khi các chính đảng tại quốc gia châu Âu này đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới. Dự kiến chính phủ liên minh giữa bốn đảng tại Hà Lan sẽ xây dựng những quy tắc tị nạn nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay bằng việc bãi bỏ luật phân bổ người tị nạn và thiết lập dự lực tị nạn mới. Bên cạnh đó, lao động di cư ở Hà Lan cũng bị hạn chế, trong khi việc tiếp nhận sinh viên nước ngoài vào các trường đại học nước này sẽ trở nên khó khăn hơn. Lãnh đạo đảng tự do trong liên minh cầm quyền khẳng định chính phủ liên minh sẽ có cách tiếp cận cứng rắn trơn trong vấn đề khủng bố và sẽ trục xuất những đối tượng tị nạn phạm tội. Pháp sẽ nỗ lực khôi phục an ninh tại New Caledonia trong vài giờ tới, tuyên bố được Bộ Nội vụ Pháp đưa ra ngày 16 tháng 5 sau khi tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại đây bước vào ngày thứ ba, khiến bốn người thiệt mạng liên quan tới kế hoạch cải cách bầu cử tại vùng lãnh thổ hải ngoại ở Nam Thái Bình Dương này. Bộ Nội vụ Pháp cho biết số cảnh sát và hiến binh ở vùng lãnh thổ New Caledonia sẽ tăng từ 1.700 đến 2.700 vào tối ngày 17 tháng 5, cùng một số binh sĩ hỗ trợ tăng cường đảm bảo an ninh. Trước đó, Pháp đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ sáng sớm 16 tháng 5 theo giờ Việt Nam, quản thúc tại gia ít nhất 10 đấu tượng và cấm các mạng xã hội TikTok. Phân tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Chương trình cho biên tập viên Minh Thư, Phát Thanh viên Như Thảo, Minh Lam, Kỹ thuật viên Tuyết Vân thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.